Vâng, xin chào tất cả các quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của em ngày hôm nay nhé. Thì trước mắt quý vị và các bạn đang là cái sản phẩm nước sâm đông trùng hạ thảo mới nhất, lô mới nhất đến tận tháng 3 năm 2021, à xin lỗi 2024 ạ, đến còn 2 niên nữa. Đó, tất cả đều là hàng mới tinh của tập đoàn Samsung làm. Đấy, như có thể các bác nhìn thấy là cái tập đoàn Samsung đấy, hàng chính hãng 100% nhé. Và các cái sản phẩm này đều được đóng nguyên siêu, lọ thủy tinh tiệt trùng qua dây chuyền khép kín 100%. Đó, hiện tại là sản phẩm của đã về rất là nhiều. Thì quý vị và các bạn muốn đặt hàng thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 038 836 1798. Thì như quý vị và các bạn biết là lần này em về sẽ có ưu đãi cho các bạn rất là nhiều. Đặc biệt là cái chương trình free ship, các bạn ở cái khu vực trong tầm em có thể ship được là em sẽ hoàn toàn free ship, kể cả từ 1 đến 2 chai thì em cũng vẫn free ship cho tất cả quý vị và các bạn. Đó, thì về cái giá thành thì một hộp này giá hiện tại là ở bên dây chuyền sản xuất người ta đã báo lên, nhưng em vẫn sẽ luôn giữ giá. Nếu bán lẻ thì là 10.000 một chai này, còn nếu mà cả hộp thì là 90.000 một hộp. Tất cả các quý vị và các bạn lưu ý giúp em đó về giá, và cái giá này là chỉ độc quyền trên em. Em là người chịu lỗ buôn bán vì đam mê để lấy cái làm sao đưa cái sản phẩm để cho tất cả các quý vị anh chị sử dụng được. Đặc biệt là cái này là mang làm quà tặng này, hoặc là có thể làm sử dụng hàng ngày. Nó là một cái sản phẩm bổ dưỡng thay thế cho các cái sản phẩm khác như hiện tại các bác đã dùng quen rồi, như là nước ngọt hoặc là một số sản phẩm trà. Thì bây giờ em sẽ là người tiên phong đưa cái sản phẩm này về cho các bác sử dụng những cái lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mới hậu Covid xong, làm quà biếu các ông bà cha mẹ. Cái này mà đi biếu bú vợ mẹ vợ thì đảm bảo là 100 điểm tuyệt vời luôn các bác nhé. Và cái này của em là hàng nguyên siêu, nên các bác nhập lớn, nhập cả thùng thì bên em vẫn để cái giá rất là tốt cho tất cả các anh chị và các bác. Đó, thì hiện tại như em vẫn đang sử dụng cái này thì các bác yên tâm nhé. Cái này siêu của nó không thể đóng lại được đâu, cho nên các bác là đừng bảo là đóng mở ra xong thì chắt cái nước cốt xong thì cho cái khác vào, cái đấy là hoàn toàn 100% là không có đâu các bác nhé. Cái siêu này là cái siêu người ta làm nó chỉ được một lần duy nhất thôi, phá là hết nhé, bóc zin là hết luôn, chứ không có chuyện là có thể trộn cái khác vào được, cái đấy là hoàn toàn không có. Em làm là đặt tất cả chữ tâm lên trên đầu, có tâm thì sẽ có tầm, và có tầm thì sẽ có tiền. Đấy là cái phương châm của em làm, cho nên là tất cả các quý vị và các bạn yên tâm. Đặc biệt em nhấn mạnh lại là em một lọ này em cũng ship, một sản phẩm này em cũng ship cho các bác free ship luôn, đối với cái khu vực mà em có thể ship được lân cận trong bán kính khoảng từ 7 đến 10 km. Đấy, cho các bác yên tâm sử dụng sản phẩm, em chào hàng 100% để cho tất cả các bạn biết làm sao cái sản phẩm này nó tốt, nó bổ dưỡng và là cái sản phẩm thay thế những cái sản phẩm các bác đang sử dụng hiện tại, như là trà, nước ngọt và những một số cái loại đồ uống khác hiện tại, với cái giá thành thậm chí đắt gấp 2, gấp 3 lần, nhưng nó không có cái chất gì, thậm chí là lại còn phản tác dụng ngược lại, là nó mang đến những cái không hay cho sức khỏe. Thì cái đấy em không thể tiện nói ra bởi vì mình không muốn cạnh tranh nói xấu các cái sản phẩm khác. Nhưng mà đấy là cái các bác tự cảm nhận, và đây là một cái sản phẩm dùng hàng ngày, già trẻ, gái trai, lớn nhỏ gì đều có thể sử dụng được. Một tuần 7 ngày sử dụng thì đảm bảo các bác sẽ có một cái sức đề kháng miễn dịch, không có sợ ốm đau bệnh tật cúm vặt, cái đấy là cái không có. Và đặc biệt là sẽ vào mùa hè rồi, các bác biết là nắng nóng mà làm một hai chai này mà pha với lại đá uống thì không tỉnh thì cũng vẫn phải tỉnh thôi đó. Và đặc biệt là những người nào làm lao động nặng như là xây dựng này, hoặc lao động trí óc nghĩ nhiều như kiểu các cái ngành như là kế toán hoặc là phòng kỹ thuật vân vân, những cái mà mình sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều, thì đây nó sẽ là một cái sản phẩm bổ trợ để cho các bác hồi phục lại sức khỏe, tỉnh và tăng độ tỉnh táo, cũng như là tăng sức đề kháng, giảm stress. Và ngoài ra một số cái lợi ích khác nữa, nó còn làm dưỡng da đó, để cho cái sắc da của các bác nó sẽ hồng lên, và uống duy trì thì nó sẽ cải thiện được cái vấn đề về hô hấp
cũng như là sinh lý nam giới, đặc biệt là con đông trùng hạ thảo này thì các bác biết là nó cực kỳ tốt cho sinh lý nam và nó tốt về cho hệ phế bổ phổi ạ. Vâng, và video của em sẽ dừng lại tại đây. Thì cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Các bạn liên hệ giúp em để có thể đặt hàng sớm nhất. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.